Mới hôm trước đi câu cái hồ 300 mấy móm vỡ mặt. Hôm nay lại đi. Nhưng mà hôm nay câu hồ 100 hoặc là 150. Đi hồ 3 lít 12 tiếng đấy. Nó của rẻ, nó của ôi, của thiêu. À. Hôm nay vẫn cứ lạnh. Hôm nay lạnh. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ bảy. Video hôm trước thì chưa làm. Hôm đi câu lốt cái buổi này thì phải làm cả thể.
Anh em hơn 5 giờ chiều mới ra đến hồ nhá. Đây bắt đầu chuẩn bị đồ để câu anh em nhá. Mấy con rồi? Hên được cái gì kìa. Để còn chép bằng bằng tay rồi đi. Nó bảo ông mới thả chép không? Ôi dồi ôi, chép nó bắt hết rồi đâu mà thả. Có 30 con thì thằng cái thằng riêng nó bắt 10 con rồi sao ông khác thì 4-5 con. Một mình, một người nó bắt 10 con rồi. Bắt 2 đứa, rồi 4 con, 6 con rồi chứ. Nó khoe thì mình không biết khoái. Ở đây có anh em thấy không? Hả? Ở đây có đây anh không? Em. Ở chỗ bèo cái thì có người đây tới nhắm rồi tới thì câu lúc tôi về à, đi về. À, cũng câu lúc nữa cũng về rồi. Ừ. Đây thì bây giờ chúng ném ở trong húc bèo nha. Ừ, đấy cái bèo đó cái cây đấy. Ủa, ta lại 1 giờ sáng đúng không? À, cũng 11 giờ mới vào. Ủa, khổ. Kia ừ. Ừ. Chưa được cái gì cả. À được con chép mấy lạng bỏ đi. Đây. Như mình à. Wow, anh con tép rách bụng anh tầm có hơn 3 cân. Ở đây à? Và là cái lồi về phía kia và hụt nó lại bụt nó lại đặt coi kề lồi. Anh sợ mưa. Hôm kia ông máu quá. Ông này câu này cũng không mang một vé nữa. Vun đèn. Ông hoàn trộm chơi. Anh ngồi như nó bật quá. Đấy anh ngồi đây vẩy ra. Để mình lại. À, thôi thôi. Không. Cho ra quấn đầu ông đuổi ông hỏi câu đây.
Ui nào nhìn câu từ sáng rồi nhìn. Sáng bây giờ ít mẹ 2 giờ chiều tôi mới vào, ông ấy chưa tối ông đã đuổi. Đấy, bận bận bịu nhà bao việc. Anh định để mai, ông này ông máu quá. Ơi. Giật mấy phát rồi chú? Ba phát thì hai phát mất, còn một phát được thì con chết phải năm nạn bốn nạn. Sớm không có khách đấy. Lắm thì cả cũng không về ăn qua mấy con rùa to hết.
làm một lúc coi như luôn sạch cây xanh cả được đúng nửa tiếng đồng hồ. Chỗ này khoảng mấy tháng nữa thì lại có chỗ câu ngon nhỉ. Rộng.
rách mồm. Thế hôm nay xoắn gớm quá nhỉ. Mẹ nhảy gớm thật. Dẫm mẹ chân vào con cá này, mấy tay mà cứ đéo. Gỡ đi, lấy tay gỡ đi. Ăn mắc kìm. Cái đèn pin đâu? Đứt mẹ hạt linh bây giờ. Cái vào chứ, bấm vào chứ. Bấm vào nó mới ra chứ. Không lại đi không há ra. Còn được. Con cá nó nhảy cái này lưỡi nó đóng mẹ vào tay. Móc 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 ở đây.